Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ nhân viên quán cà phê đang mang nước cho khách thì bị đôi nam nữ ngồi trên xe máy, dùng ly nước tạt vào mặt. Do nước có ớt nên nữ nhân viên quán cà phê đau đớn, ôm mặt bỏ chạy vào bên trong cầu cứu. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 3 trong clip, một đôi nam nữ điều khiển xe máy đang dừng trước một quán nước trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 1, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi thấy nữ nhân viên mặc áo đen đi ra đưa đồ, cô gái ngồi sau xe máy liền hất cốc nước có pha ớt vào mặt đối phương, rồi cả hai tăng ga bỏ chạy. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Liên quan vụ việc, đại diện công an thành phố Thủ Dầu Một cho biết sau khi nhận được tin trình báo của nạn nhân là chị NTTH, nhân viên quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, công an phường Chánh Nghĩa đã xác minh và mời NHTV sinh năm 2006 và NMK sinh năm 2009 cùng ngụ tỉnh Bình Dương về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai người này khai do có mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên bực tức và đến quán mua ly trà sữa, sau đó lấy hai quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong ly trà sữa hai người đi xe máy tới quán cà phê nơi chị hát làm việc rồi giả vờ mua nước mang đi khi nữ nhân viên đi ra ngoài thì bị họ tạt ly trà sữa có ớt vào mặt vụ việc đang được công an thành phố thủ dầu một tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật